Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tiểu bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tiểu bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Cái trường hợp trường đại học đường của bên tiểu bang Minnesota thì họ đã bị đứng lại do ông thống đốc á. Thì đây mình xin đọc cái bài của nó. Thống đốc Minnesota Tim Walz, ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris, đang phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng khi thành tích giáo dục của tiểu bang được cho là đã giảm mạnh với sự lãnh đạo của ông. Với những người phản đối đó đổ lỗi cho chính quyền của ông tập trung vào hệ tư tưởng hơn là các chính sách hiệu quả, theo tờ New York Post. Walz, một cựu giáo viên trường công nhậm chức vào năm 2019, kể từ đó trình độ học vấn của học sinh Minnesota đã giảm sút. Theo Sở Giáo dục Minnesota, trình độ đọc hiểu và giảm 59,2% vào năm 2019 xuống còn 49,9% vào năm 2023. Điểm toán cũng giảm mạnh, giảm từ 55 vào năm 2019 xuống còn 45,5% vào năm ngoái. Ông ấy đã dành phần lớn 2 năm để đáp ứng cái yêu cầu cực tả trong đảng của mình, thay vì giải quyết các vấn đề giáo dục thực sự ở tiểu bang của chúng tôi. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Karen Nelson, bản thân cũng là một cựu giáo viên, cho biết. Theo Nelson, các nhiệm vụ nặng nề đối với trường học là dẫn đến tình trạng thiếu hụt ngân sách và khiến giáo viên xa rời học sinh. Dưới thời chính quyền của Walz, tiểu bang cũng chứng kiến tình trạng vắng học kinh niên và gia tăng đáng kể trong năm 2021-22. 30% học sinh Minnesota đã nghỉ học, hơn 10% số này học gấp đôi so với năm 2019. Đảng Dân Chủ hiện nay họ đang cố gắng để mà sửa lại vấn đề không những người vô gia cư của nước Mỹ hiện nay thì cũng đỡ trong 4 năm, gần 4 năm rồi. Bây giờ vấn đề bầu cử thì mới thay đổi lập trường. Chính thị trưởng San Francisco London Bridge đã phát động một chiến dịch mới nhằm xóa bỏ các khu trại vô gia cư trên vỉa hè vốn đã trở thành đặc trưng của thành phố. Bốn đối thủ của bà trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tất cả đều là đảng viên đảng Dân Chủ, cho biết bà đã không xử lý cuộc khủng hoảng một cách hiệu quả. Mặc dù tháng trước thành phố chi tổng thể được 300 liều trại và các công trình tạm thời cho các thời khác, chỉ bằng một nửa so với một năm trước đó, nhưng những đối thủ của bà không đồng ý về việc chiến lược. Mark Farrell, có lẽ là người bảo thủ nhất trong số những người tranh đấu, cho biết: bạn thực sự có thể thay đổi danh tiếng của San Francisco từ một nơi mà ngày nay mọi người tin rằng họ có thể đến thành phố của chúng ta, dựng lều và ở lại bao lâu tùy thích, thành một thành phố mà điều đó lối sống mà họ lựa chọn, họ sẽ tìm kiếm ở nơi khác. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra ở các thành phố lớn khác của Hoa Kỳ. Bầu thị trưởng trong năm nay hầu hết đều ở phía Tây, nơi cuộc khủng hoảng vô gia cư kéo dài đã bị thúc đẩy bởi chi phí và nhà cao và các trở nên trầm trọng trong đại dịch virus corona đã làm đảo lộn cả nước. 4 năm trước, có hàng ngàn người không có nơi ở và đối với nhiều cư dân có nhà ở, đây đã trở thành mối quan tâm về chất lượng cuộc sống, khiến đây trở thành vấn đề chính trị hàng đầu. Thống đốc California Gavin Newsom, một đảng Dân Chủ đã cũ và cựu thị trưởng San Francisco, đã đe dọa vào tuần trước sẽ rút tiền của tiểu bang khỏi các thành phố quận và không làm nhiều hơn để đưa người dân ra khỏi các khu vực trại và vào nơi trú ẩn. Một cuộc kiểm kê năm 2023 cho thấy 653.000 người vô gia cư tại một thời điểm nhất định trên khắp cả nước, tăng 63.000 người so với một thập niên trước. Vấn đề đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. 257.000 người đang sống trên đường phố hoặc những nơi khác không phải là nơi ở, tăng 61.000 người so với năm 2013. Hầu hết các thị trưởng và ứng cử viên của các thành phố lớn, hầu hết là đảng Dân Chủ, đều cho rằng
còn có nhiều nhà ở giá rẻ hơn và các dịch vụ bổ sung cho những người vô gia cư. Trọng tâm của cuộc tranh luận giống như ở San Francisco là liệu có thể chấp nhận được vì buộc mọi người rời khỏi đường phố hay không. Tại hai thành phố lớn nhất miền Tây, những người thách thức đang nhấn mạnh về cuộc khủng hoảng người vô gia cư trong cuộc đua với những người đương nhiệm đã giành chiến thắng dễ dàng cách đây 4 năm. Known that he was going to deploy to combat as the senior NCO in that unit, he retired. He got off active duty. Ông Tim Watts là ông nói dối trong cái vấn đề phục vụ trong quân ngũ của ông ta. Đây là những người cùng đi lính với ông ta thời đó. Giờ coi ra ông ta chỉ nói dối gì à, đem lên cái đề cao vấn đề phục vụ, nhưng ông ta không phải là người phục vụ đúng với cái chức vụ cũng như là cái vấn đề chiến đấu. Ông chỉ là hầu cần mà thôi. Thì đây là những người đã đưa lên những cái bằng chứng cho ông là hiện nay ông là ứng cử viên phó tổng thống với bà cà Kamala Harris đó. Chiến dịch tranh cử của tổng thống của Kamala Harris thừa nhận rằng người bạn đồng hành của bà, thống đốc Minnesota Tim Walz, đã nói nhầm, hay chắc xác nhận nói nhầm, hay nói xạo gì vậy là nói nhầm về hồ sơ quân sự của mình, bao gồm cả trong một video năm 2018 mà ông nói về việc xử lý vũ khí được sử dụng trong chiến tranh. Thống đốc Walz sẽ không bao giờ xúc phạm hoặc làm suy yếu bất kỳ dịch vụ nào của người Mỹ đối với đất nước này. Chiến dịch cho biết trong một tuyên bố với NBC News vào thứ Sáu, sau khi đảng Cộng Hòa dẫn đầu là ứng cử viên phó tổng thống J.D. Vance tấn công thống đốc và những bình luận mà ông đưa ra về hồ sơ quân sự của mình. Ông ấy còn cảm ơn thượng nghị sĩ Vance vì đã liều mạng sống của mình vì đất nước chúng ta. Chiến dịch cho biết tuyên bố của mình đó là cách của người Mỹ. Những chiến dịch của Harris cho biết Watts đã nói nhầm khi đưa ra lý lẽ tại sao vũ khí chiến tranh không bao giờ được phép xuất hiện trên đường phố hoặc trong lớp học của chúng ta. Watts, một cựu chiến binh 24 năm của lực lượng vệ binh quốc gia Minnesota, đã xử lý vũ khí chiến tranh, chiến dịch cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông tin tưởng mạnh mẽ về cách rằng chỉ những quân nhân được huấn luyện để mang theo vũ khí chết người đó mới được phép tiếp cận chúng, không giống như Donald Trump và J.D. Vance, những người ưu tiên vận động hành lang súng đạn hơn con em của chúng ta. Trong đoạn clip Watts thảo luận về kiểm soát súng, ứng cử viên phó tổng thống của Harris cho biết chúng ta có thể bảo đảm rằng những vũ khí chiến tranh mà tôi mang theo trong chiến tranh là nơi duy nhất có những vũ khí đó. Thời gian phục vụ của Watts bao gồm cả đợt triển khai ở nước ngoài và các đơn vị hỗ trợ, nhưng ông chưa bao giờ được triển khai đến vùng chiến sự. Watts đã phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia trong 24 năm và được chọn vào năm 2004 để làm trung sĩ chỉ huy của tiểu đoàn pháo binh đã chi giả chiến 112 năm. Ông nghỉ hưu vào năm 2005, 2 tháng trước khi đơn vị của ông nhận được lệnh báo động triển khai đến Iraq, tuyên bố rằng ông đang tranh cử vào quốc hội, theo CNN đưa tin. Hồ sơ quân sự của Watts được CBS News xem xét cho thấy vị thống đốc này đã đạt được cấp bậc trung sĩ chỉ huy. Tuy nhiên, cấp bậc của ông đã bị hạ sau khi ông nghỉ hưu vì ông không hoàn thành các khóa học bổ sung cho Học viện Trung sĩ Lục quân Hoa Kỳ. Ông Gavin Newsom, ông trả tiền cho hình mà tới 200.000 đô la cho một năm á. Với cái để mình đọc cho quý anh chị em coi. Văn phòng thống đốc California Gavin Newsom đã thuê một phóng viên ảnh dày dạn kinh nghiệm với mức lương 200.000 đô la cho một năm cách đây 6 tháng. Politico đưa tin hôm thứ Bảy, Charlie O'Bannon, người đã từng làm việc với khách hàng như Mark Zuckerberg và cựu tổng thống Barack Obama và George W. Bush, được cho là chụp ảnh thống đốc California tuần này khi ông này đang nhặt rác tại một khu trại vô gia cư bị bỏ hoang ở Los Angeles. Sau khi đăng câu chuyện này trên Newsmax, một giám đốc phản ứng nhanh từ văn phòng của Newsom đã yêu cầu chúng tôi không nhắc đến nhiếp ảnh gia là nổi tiếng, mà thay vào đó là hãy gọi ông ta là phóng viên ảnh dày dạn kinh nghiệm. Trời ơi, mướn một cái người đi chụp ảnh mà 200.000 đô la để chụp cho ông đi làm bộ, ông đi xuống Los Angeles, ông nhìn lại nhặt rác mà còn giấu nữa, không có tiết lộ, bây giờ bị bại lộ ra. Tổng thống Ukraine Zelensky, ông ta nói về cuộc chiến của Ukraine hiện nay với lại Liên
cũng như là Liên Xô cũ, Nga, tức là nước Nga bây giờ. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ tiến hành một cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga để khôi phục công lý và gây sức ép với lực lượng của Moscow. Trong lần đầu tiên, ông thừa nhận cuộc tấn công bất ngờ của Kiev vào khu vực phía tây của Kursk. Vào Chủ nhật, lực lượng của Moscow đã bước vào ngày thứ sáu vào cuộc chiến dữ dội chống lại cuộc xâm nhập lớn của Kiev vào lãnh thổ Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh, khiến các khu vực phía tây, phía nam của Nga trở nên dễ bị tổn thương trước khi quân tiếp viện bắt đầu tiến đến. Chính quyền Nga đã nhanh chóng sơ tán những người dân và đàn áp và áp đặt chế độ an ninh toàn diện vào ba khu vực biên giới vào thứ bảy, trong khi Belarus, một đồng minh trung thành của Moscow, đã gửi thêm quân đến để biên giới Ukraine, cáo buộc Kiev vì vi phạm không phận của mình. Vận động tranh cử tổng thống Trump, theo cái cuộc thăm dò của tờ New York Times đưa ra, thì quý vị cũng biết tờ New York Times là tờ báo cánh tả đó, họ đưa ra, thì để mình đọc cho quý vị anh xem coi ha. Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump một lần nữa phản pháo lại cái cuộc thăm dò mà họ cho là được thiết kế hỗ trợ cho chiến dịch của Harris, phản đối lại cuộc thăm dò của New York Times Sierra College hôm thứ Bảy cho rằng Trump đã giảm 4 điểm ở các tiểu bang chiến trường quan trọng là Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Tom Fabrizio, giám đốc thăm dò ý kiến của Donald Trump cho Tổng thống và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, trong một bản ghi nhớ gửi cho nhóm lãnh đạo cao cấp của chiến dịch, cho biết phương pháp được sử dụng có ích, bao gồm cả cuộc bỏ phiếu tổng thống năm 2020 bị thu hồi giữa Trump và tổng thống Joe Biden. Họ đã đánh giá thấp đáng kể sự ủng hộ của tổng thống Trump trong số tất cả các cử tri đã ghi tên và một mô hình cử tri có khả năng bỏ phiếu của họ. Ở mỗi tiểu bang, khoảng cách giữa số phiếu bầu thu hồi là hai năm 2020 của cuộc khảo sát và kết quả bầu cử năm 2020 được báo cáo còn lớn hơn biên độ của Kamala Harris và Tổng thống Trump. Một lần nữa chúng ta thấy một đoạn các cuộc khảo sát công khai được công bố với mục đích rõ ràng là làm giảm sự ủng hộ dành cho Tổng thống Trump, Fabio cho biết. Khi được hỏi liệu cuộc bầu cử năm 2024 có được tổ chức vào hôm nay hay không, cuộc thăm dò của New York Times Sierra College thấy 50% số người được hỏi ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania đã chọn Harris so với 46% của Trump. Tin quân đội Ukraine và Nga, thì hiện nay thì quân đội của Ukraine thì bây giờ cũng đang đi tiến vào lãnh thổ của Nga để trả đũa lại, chứ không thể tự vệ nữa mà phải là tấn công. Hàng nghìn quân lính Ukraine đang tham gia một cuộc xâm nhập lớn vào lãnh thổ Nga nhằm mục đích là mất ổn định nước Nga bằng cách phơi bày điểm yếu của mình. Một quan chức cao cấp của Ukraine nói với AFP, chúng tôi đang trong thế tấn công, mục đích là kéo giãn vị trí của kẻ thù. Đây là tổn thất tối đa và là mất ổn định tình hình ở Nga vì chúng không thể bảo vệ biên giới của mình. Viên chức an ninh giấu tên này cho biết quân đội Nga cho biết khoảng 1.000 quân lính Ukraine đã được triển khai trong cuộc xâm nhập xuyên biên giới bắt đầu vào thứ ba và dường như khiến Điện Kremlin bất ngờ cho phép lực lượng Ukraine xâm nhập vào các tuyến phòng thủ của Nga. Khi được hỏi liệu con số 1.000 người có đúng không, viên chức này cho biết thật là nhiều hơn thế, hàng nghìn người. Sau nhiều ngày im lặng chính thức, Tổng thống Zelensky lần đầu tiên đưa ra nhận thừa nhận cuộc tấn công trong bài phát biểu vào buổi tối hôm thứ Bảy, nói rằng Kiev đang đẩy cuộc chiến vào lãnh thổ của kẻ xâm lược. Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đã tiến hành một loạt chiến dịch không ngừng nghỉ chiếm đóng và vùng rộng lớn ở miền đông và miền nam Ukraine, và khiến thành phố Ukraine phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Sau khi chiếm lại các khu vực rộng lớn vào năm 2022, lực lượng Ukraine phần lớn đã ở thế yếu và ngày càng phải vật lộn với nguồn cung cấp nhân lực và vũ khí. Nhưng với các đơn vị Ukraine đã tràn qua biên giới vào thứ ba trong cuộc tấn công lớn nhất và thành công nhất của Kiev cho đến nay, quân đội của họ đã tiến được vài cây số, buộc quân Nga phải nhanh chóng đưa quân dự bị và thiết bị bổ sung vào, mặc dù không bên nào đưa ra thông tin chi tiết chính xác về lực lượng đã triển khai. Nga
đã sơ tán khoảng 76.000 thường dân khỏi khu vực, trong khi tuần trước Ukraine cho biết họ cần sơ tán 20.000 người khỏi khu vực Sumy và biên giới. Period, right? Anytime you have a À, cái là nominee, tranh what's cử unique của about bà this is it Kamala Harris happened á, by thì way of là a một coup cuộc lật d'état. đổ của ông Joe So Biden that's lật đổ historically unique. để đưa bà lên địa vị, She's chứ going to không have her phải là convention. tốt gì đâu, Now, phải I think là they lật still could have đổ. problems with the pro-Hamas wing of their party, even though she's, passed over Josh Shapiro because he's Jewish, which is really sad and a testament. Phó Tổng thống Kamala Harris lên vị trí cao nhất trong danh sách ứng cử viên của đảng Dân Chủ là nhờ một cuộc đảo chính. Và mặc dù bà có một chút tiến triển trong các cuộc thăm dò, bà vẫn đang trong thời kỳ trăng mật. Thượng nghị sĩ Eric Schmidt, Cộng hòa, nói với Newsmax hôm thứ Bảy, tôi nghĩ rằng bạn thường sẽ có thời kỳ trăng mật, đúng không? Bất cứ khi nào bạn có một người được đề cử, nói trên American Right Now. Điểm độc đáo của việc này là nó diễn ra thông qua một cuộc đảo chính, vì vậy đó là điều độc đáo về mặt lịch sử. Bà ấy sẽ có đại hội của mình, và bây giờ tôi nghĩ rằng họ vẫn có thể gặp vấn đề với phe ủng hộ Hamas trong các đảng của họ, mặc dù bà ấy đã bỏ qua Josh Shapiro vì ông ấy là người Do Thái. Điều này thực sự đáng buồn và là mình chứng minh cho thấy đảng đã trở nên cấp tiến như thế nào. Những sự thật là bà ấy có một chút tiến bộ ở đây, nhưng đó là các cuộc thăm dò toàn quốc, và bạn nhìn vào các cuộc thăm dò khác, Donald Trump vẫn đang chiến thắng. Vì vậy, ngay cả với giai đoạn trăng mật này, bà ấy vẫn chưa vượt qua được ông ấy. Và điều thực sự quan trọng là 5 hoặc 6 tiểu bang chiến trường này, tất cả chúng có điểm chung gì? Họ có những gia đình lao động đang phải vật lộn. Đảng Cộng hòa hiện là một đảng đa sắc tộc của tầng lớp lao động, và bạn nhìn vào quảng cáo đó, không có cách nào bạn có thể đưa ra một lập luận hợp lý rằng mọi người đang tốt hơn so với 4 năm trước. Vì vậy, khi họ tham gia các cuộc thăm dò đó, tôi luôn là vấn đề quan trọng nhất mà mọi người tự hỏi mình, họ sẽ bỏ phiếu cho ai? Và Kamala Harris dù cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi thành tích đó, ông nói thêm. Bà Harris đã ăn cắp cái chương trình nghị sự sự về thuế của Tổng thống Trump để đưa về cho bà. Phó Tổng thống Kamala Harris đã nói với những người ủng hộ tại Nevada vào thứ Bảy rằng bà ủng hộ việc xóa bỏ thuế đối với tiền bò, bắt chước tiền bò chứ là tiền chip á. Có lập trường tương tự với đối thủ Donald Trump trong nỗ lực giành được sự ủng hộ của những người làm dịch vụ, một nhóm cử tri quan trọng tại tiểu bang này. Harris là người bạn đồng hành dân chủ của bà, thống đốc Minnesota Tim Walz đã kết thúc chuyến công du kéo dài nhiều ngày tại các tiểu bang chiến trường vào thứ Bảy với điểm dừng chân tại Nevada. Một tiểu bang phía Tây có thể đóng vai trò then chốt trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11. Tôi hứa với mọi người ở đây, khi tôi trở thành tổng thống, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho các gia đình lao động, bao gồm cả việc tăng lương tối thiểu và xóa bỏ thuế với những tiền bo, tiền tip đối với những người làm dịch vụ và khách sạn, Harris cho biết. Ở Việt Nam mới nổi lên một vị sư nữa cũng mặc áo giống như ông Minh Tuệ, tức là trụ trì chùa Minh Đạo, thầy Thích Minh Đạo đó. Ông này cũng lên tiếng, ông bên vực cho thầy Thích Minh Tuệ thì đã bị cái giáo hội Cộng sản Việt Nam Quốc dân nó khiển trách ông, và ông nói ông ngày nào đó ông sẽ mặc cái áo của ông thầy Minh Tuệ để mà ông đi. Thì bây giờ đây là cái ngày lễ thì nhiều Phật tử khắp nơi kéo về cái chùa của ông. Nghe nói thì ông sẽ trả trả cái chùa này lại và ông đi tu, giống như là ông thầy Thích Minh Tuệ. Đây là cái hình ảnh, một số hình ảnh nữa mà ở Việt Nam. Cái chùa này thì nó nằm ở như Vĩnh Quẩn, Vũng Tàu đó. Xin mời quý anh chị em xem. Ông cũng có nuôi trẻ một con đó đó. Hết tay luôn, sao Việt Cộng hiện nay thì nó không có cho những người mà được trực về đường đó như cái đại tử của sao dài tay luôn đi ra con ơi. Cũng là cũng là không có cho đi ra là không có cho. Sao dài tay luôn đi. Cộng lại nó không có cho.
Em sợ cái phong trào mà đi bên cạnh thì nó có thể ảnh hưởng tới đâu. À, thì cái tin là mọi người làm mệt quá rồi, hay mệt rồi. 10.000 người lấy ghi tên để lấy. Giống cao quá. Chậm lại cho thầy đó đi. Động cái tay ra đi, động ra. Bung ra đúng rồi. Ra đi, ném vô cho sư phụ lên cái mấy chị ơi. Khoan nghỉ sao? Cho sư phụ cái mấy chị ơi. Rồi, cho qua cho sư phụ qua đi. Rồi, Rồi, khóa ngoài cổng nha. Rồi, this solar panel is smaller than your. À, đây là cái tiệm bán cà rem 70 năm ở San Francisco rất là bình yên. Nay thì họ đập vô, đập phá, họ cướp ấy đó. À, tình trạng San Francisco hiện nay cũng rất là tệ. Xin mời quý vị xem coi cái video. A San Francisco institution that's delighted customers for more than 7 decades looks a little different today. Plywood covers the big plate glass window in front of Mitchell's Ice Cream on San Jose Avenue. After burglars smashed their way inside yesterday morning, surveillance video captured the break-in at 3:30 Friday morning. Co-owner Linda Mitchell says the crew failed to snap off a big padlock on the front door, so they used bolt cutters to bash their way into the ice cream shop. Once inside, the burglars went straight for the money. So they went in through the window, went to the back, tried to steal the safe, which is bolted down. And they really left with nothing except a bag of cookies, so. Wow. Mitchell believes it'll cost $5,000 to replace the big front window. The ice cream shop remains open despite the burglary. Police tell us no arrests have been made. Thì đây là cái buổi giảng của ông thầy Thích Minh Đào ở chùa đó. Phật tử kéo đến ngày lễ này đó. Thì xin nghe cái lời giảng ngắn của ông. Ngày Phật anh chỉ một ngày nữa thôi. Và đi chân trần, đầu đội trời chân đặt đất, sống ở nơi xa xôi những địa điểm đó. Có thể là ở nơi gốc cây, nơi hang đá, nơi nghĩa trang là nơi mà Đức Phật thường ở. Và thế giới này là nhà của Đức Phật. Những con đường, những hướng lành, những nơi xa xôi nào vô cùng vô tận là dòng họ của Đức Phật. Dạ, con xin lỗi mọi người. Tu viện Minh Đạo hiện nay đang nuôi dạy khoảng. Tin liên quan đến những người Latin nói tiếng Tây Ban Nha đi bầu trong năm nay đối với lại cái bà Kamala Harris về vấn đề di trú cũng như là kinh tế. Các cử tri lãnh đạo quốc gia Latin cho biết họ rất hào hứng với Kamala Harris với tư cách là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Nhưng để bà giành được sự ủng hộ quan trọng của họ, họ muốn thiết lập lập trường của bà về các vấn đề như kinh tế, nhập cư và giáo dục. Vanessa Cruz Nichols, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Indiana cho biết Harris có tiềm năng đáng kể để thu hút cử tri gốc Latin, nhưng bà sẽ phải giành được sự ủng hộ của những người độc lập và những người có kế hoạch không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11. Cruz cho biết bà ấy còn nhiều việc phải làm, giới thiệu lại bản thân cho mọi người biết lập trường của bà về nhiều vấn đề. Bà ấy sẽ phải hành động tích cực để thu hút cử tri, đặc biệt là những cử tri gốc Latin trẻ tuổi, những người thậm chí còn phi đảng phái hơn, sẵn sàng ngồi cuộc bầu cử hoặc bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng thứ ba. San Francisco, cái cầu Golden Gate thì họ biểu tình đã trên cầu Golden Gate, cái cầu vàng này mà nó sơn màu đỏ đó, thì có khoảng 20 người đã bị bắt đó.
It's tonight in the fallout from local pro-Palestinian protests. 26 people are now facing criminal charges for shutting down the Golden Gate Bridge. San Francisco DA Brooke Jenkins issued arrest warrants for the group this morning. They face charges including false imprisonment, conspiracy, trespassing, and more. Jenkins says eight of the protesters believed to be involved in the planning of the demonstration are facing felony charges. Protests shut down the Golden Gate Bridge for hours back in April. Jenkins says her office heard from 36 people who were trapped for hours, including a person with a brain tumor who missed a medical appointment and a mom with her baby who had no water for formula. We need to make sure that when we advocate, when we engage in our free speech rights, that we're doing it in a safe manner. We cannot obstruct people's ability to, of movement, certainly not for hours at a time. Jenkins says the protests likely cost the bridge $162,000 in lost revenue. The protesters must surrender by Monday. Bà Phó Tổng thống Kamala Harris, bà trở về San Francisco, về nhà của bà, và đồng thời cũng sẽ tổ chức một cái buổi gây quỹ ở địa phương cho cái vị tranh cử của bà. Vice President Kamala Harris and her motorcade rolled into San Francisco and the Fairmont Hotel just about an hour ago. It's her first trip to her home turf since she became the Democratic Party's nominee for president. Good evening, I'm J.R. Stone. The vice president touched down at San Francisco International Airport following an event in Las Vegas. She made the trip along with her running mate, Tim Walz. This is a big-time fundraiser that's going to bring in millions of dollars for her surging campaign. ABC 7 News reporter Unser Hassan is outside the Fairmont tonight with a closer look at tomorrow's event. Unser? J.R., good evening. You can see... Đây là những cái xe nhà tạm thời, những người không có nhà đó, họ đậu ở ngoài đường để họ ở, tại vì họ không có tiền để mà bước nhà. Thì lúc trước, trước khi mà tối cao pháp viện ra cái lệnh là càn quét những cái người mà đậu xe cũng như liều trại đó, thì sau đó thì ông Gavin Newsom đã ra cái lệnh và bắt buộc những cái thành phố phải dẹp hết những cái này để mà lấy được cái tiền của tiểu bang cũng như là liên bang, không thì là không có được lấy. Thì những thành phố đặc biệt là San Francisco, họ diệt hết mấy cái liều, nhưng mà dẹp đi thì họ mấy người cái có liều cũng trở lại. Tuy nhiên những người này thì những người đa số là có gia đình, có con ở trong những cái xe đó, thì bây giờ là họ bị Mỹ bây giờ là vấn đề chế những chiếc tàu chiến á. Đây là cái sự liên hệ tới cái Mỹ đó, chế những chiếc tàu chiến hiện nay. Khả năng đóng tàu chiến giá rẻ có thể bắn hạ tên lửa của phiến quân Houthi ở Biển Đỏ của Hải quân phụ thuộc vào phần nào một công nhân 25 tuổi trước đây làm phụ tùng cho xe chở rác. Lucas Andrini là một thợ hàng tại Fincantieri Marine ở Marinette ở Wisconsin, là một trong số hàng nghìn công nhân trẻ đã được đào tạo cho chủ lao động tài trợ trên toàn quốc khi các xưởng đóng tàu đang phải vật lộn để tuyển dụng và giữ chân nhân viên. Thiếu hụt lao động là một trong vô cùng thách thức dẫn đến tình trạng tồn động trong sản xuất và bảo dưỡng tàu. Vào thời điểm hải quân phải đối mặt với các mối đe dọa toàn cầu đang gia tăng, kết hợp với việc thay đổi các ưu tiên quốc phòng, thay đổi thiết kế và phút chót và chi phí vượt mức, điều này đã khiến Hoa Kỳ tụt hậu so với Trung Cộng về số lượng tàu có thể sử dụng, và khoảng cách này đang càng ngày càng gia tăng. Tức là Mỹ là đang yếu dần những đề dọa